Phần 4. Lọc dữ liệu nâng cao Advanced Filter. Để kết quả lọc chính xác, chúng ta cần lưu ý về dữ liệu nguồn. Thứ nhất, tiêu đề bảng dữ liệu chỉ sử dụng một dòng duy nhất. Thứ hai, trong bảng dữ liệu cần lọc không gộp bất kỳ ô nào. Chúng ta sẽ thực hiện lọc nâng cao với hai bước. Bước 1, tạo bảng điều kiện lọc. Bước 2, thực hiện lọc nâng cao với bảng điều kiện lọc đã tạo. Khi tạo bảng điều kiện lọc, chúng ta cần lưu ý tạo tiêu đề của bảng điều kiện lọc nên copy tiêu đề cột ở cột điều kiện cần lọc ra. Những điều kiện O, tức là điều kiện hoặc, sẽ được sắp xếp trên các dòng khác nhau. Những điều kiện E, tức là điều kiện và, sẽ được sắp xếp trên cùng một dòng. Khi điều kiện là text, cần lưu ý điều kiện với text nào thì nhập là bằng mở nháy kép, bằng text đóng nháy kép. Có thể sử dụng các ký tự đại diện để thay thế như dấu sao để thay thế cho một nhóm ký tự bất kỳ. Thậm chí đó là một text rỗng không chứa ký tự nào. Dấu hỏi chấm để thay thế cho đúng một ký tự. Chúng ta sẽ xét một số ví dụ khi thực hiện thao tác lọc nâng cao với yêu cầu lọc ra các dòng thông tin có nhân viên bán hàng là Phạm Thị Hương hoặc Vũ Tú Quyên. Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện tạo bảng điều kiện lọc. Cột điều kiện lọc sẽ là cột nhân viên bán hàng, do đó chúng ta sẽ copy tiêu đề của cột nhân viên bán hàng và paste tại vị trí chúng ta muốn tạo bảng điều kiện lọc. Ở dòng kế tiếp, chúng ta sẽ gõ điều kiện bằng mở nháy kép bằng Phạm Thị Hương đóng nháy kép. Vì đây là điều kiện hoặc, chúng ta sẽ viết các điều kiện này trên các dòng khác nhau và tại dòng kế tiếp chúng ta sẽ gõ bằng mở nháy kép bằng Vũ Tú Quyên đóng nháy kép, Enter. Một lưu ý nhỏ đó chính là trong Excel, kết quả lọc không phân biệt ký tự chữ hoa và ký tự chữ thường. Sau khi tạo bảng điều kiện lọc, chúng ta sẽ thực hiện thao tác lọc bằng cách vào thẻ Data, trong nhóm Sort and Filter, click vào nút Advanced. Hộp thoại Advanced Filter xuất hiện. Trong hộp thoại này sẽ có một số các lựa chọn như sau. Tại mục Action, nếu chúng ta tích vào Filter the List in Place thì kết quả lọc sẽ được hiển thị ngay trong vùng dữ liệu nguồn. Nếu chúng ta tích vào mục Copy to another location thì kết quả lọc sẽ được hiển thị sang một vị trí khác. Tại List Range, chúng ta sẽ chọn vùng dữ liệu nguồn. Tại Criteria Range, chúng ta sẽ chọn vùng điều kiện, tức là bảng điều kiện chúng ta đã tạo. Chúng ta muốn kết quả lọc này hiển thị ở vị trí nào, chúng ta sẽ đặt cái ô đầu tiên của vùng đó tại Copy to. Nếu chúng ta tích vào mục Unique Record Only thì kết quả lọc chỉ giữ lại những dòng thông tin không trùng nhau. Với ví dụ này, giả sử tôi chọn Copy to another location. Tại List Range, chúng ta sẽ click vào mũi tên, sau đó chọn vùng dữ liệu nguồn. Và chúng ta lại click vào mũi tên này để trở lại hộp thoại. Tương tự với Criteria Range, chúng ta sẽ click vào mũi tên và chọn vào bảng điều kiện chúng ta đã thiết lập. Và click vào mũi tên này để trở về hộp thoại. Tại mục Copy to, click vào mũi tên, sau đó đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên mà chúng ta muốn kết quả lọc được hiển thị. Giả sử tôi đặt tại ô A13, sau đó click vào mũi tên này để trở về hộp thoại. Tiếp theo, click vào nút OK để xem kết quả. Đây là kết quả lọc ra những dòng thông tin có nhân viên bán hàng là Phạm Thị Hương hoặc Vũ Tú Quyên. Ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ xét, đó là lọc ra những dòng thông tin có sản phẩm là nông sản hoặc có doanh số nhỏ hơn 10 triệu. Ở đây, cột điều kiện lọc sẽ là cột sản phẩm và cột doanh số. Chúng ta sẽ copy các tiêu đề này để tạo bảng điều kiện lọc. Vì các cái tiêu đề này nó không nằm liệt kề với nhau, do đó chúng ta sẽ nhấn giữ phím Ctrl để chọn các ô rời rạc. Sau đó, paste ở vị trí chúng ta muốn tạo bảng điều kiện lọc. Ngay bên dưới của sản phẩm chúng ta sẽ gõ điều kiện đó là bằng mở nháy kép bằng nông sản đóng nháy kép. Vì đây là điều kiện hoặc, điều kiện O, do đó chúng ta sẽ viết trên các dòng khác nhau. Tại ô này chúng ta sẽ gõ điều kiện doanh số nhỏ hơn 10 triệu, nhỏ hơn 10 triệu. Sau đó nhấn Enter. Tiếp theo chúng ta vào thẻ Data, click vào nút Advanced. Chọn Copy to another location, click vào mũi tên, chọn List Range. Tương tự, chọn Criteria Range và Copy to
Tôi muốn kết quả lọc sẽ được hiển thị bắt đầu từ ô A14, thì tôi đặt tại con trỏ chuột ô A14. Sau đó click OK. Đây là kết quả lọc ra những dòng thông tin có sản phẩm là nông sản hoặc là doanh số nhỏ hơn 10 triệu. Dòng này có doanh số lớn hơn 10 triệu nhưng vẫn hiển thị vì sản phẩm là nông sản. Và đây là một kết quả hoàn toàn chính xác. Tiếp theo, hãy lọc ra những dòng thông tin có doanh số lớn hơn hoặc bằng 10 triệu và nhỏ hơn hoặc bằng 40 triệu. Ở đây, cột điều kiện lọc sẽ là cột doanh số, do đó chúng ta sẽ copy tiêu đề của cột doanh số. Và vì đây là điều kiện và, do đó chúng ta sẽ phải có hai cột doanh số ở đây. Vì điều kiện và phải viết trên cùng một dòng. Tại ô này chúng ta sẽ gõ điều kiện là lớn hơn hoặc bằng 10 triệu. Và ô này chúng ta sẽ gõ điều kiện là nhỏ hơn hoặc bằng 40 triệu. Sau khi tạo bảng điều kiện lọc xong, chúng ta vào thẻ data, click vào nút Advanced, tích chọn Copy to another location, tại List range click vào mũi tên và chọn vào bảng dữ liệu nguồn. Click vào mũi tên này để trở lại hộp thoại. Tại Criteria range, chúng ta click vào mũi tên, sau đó chọn vào bảng điều kiện chúng ta đã tạo. Và tương tự như thế, chúng ta muốn kết quả lọc sẽ được hiển thị ở đâu thì chúng ta sẽ đặt con trỏ chuột vào ô đầu tiên mà chúng ta muốn kết quả lọc hiển thị. Giả sử tôi chọn ô A14. Sau đó click vào nút OK. Thì đây là kết quả lọc ra những dòng thông tin có doanh số lớn hơn hoặc bằng 10 triệu và nhỏ hơn hoặc bằng 40 triệu.